Rồi, hello, xin chào anh em nha. Xin chào anh em trở lại với kênh Hàng Nhật Bãi ha. Rồi, thì lên cho anh em một con đục phá bê tông anh em. Đó, con này có điều tốc số nha, con này chạy ok, ngon lành nha. Đó, rồi con Makita. Đó, Makita anh em. Con này điện 100V, công suất là 1100W. Hoạt động ok, rồi bán anh em 600.000. À, 600k chuyển khoản đủ bao ship luôn, còn nhận hàng thanh toán thì anh em chịu phí ship giùm em ha. À, ở 600.000 anh em chuyển khoản đủ bao ship luôn anh em, full hộp nha. Đó, hộp thì mắc quay rồi, lỗi hộp mắc quay dưới mắc cái khá anh em, 600.000 thôi, không đâu rẻ bằng ở đây đâu ha. Rồi anh em mua liên hệ em qua số điện thoại nha, có ghi dưới phần tiêu đề, hoặc Zalo 081 507 2225 nha.